Chào bạn. Giờ nghỉ hè rồi, sáng sớm ngày nào tụi mình cũng rảnh gõ chân á, cho nên tới nhà anh Vinh quay phim nè. Tính ra mấy lá ngà này, tiệm bán bánh bao bà Tám dưới đây nè, vô bánh luôn bạn. Một cặp bánh bao trắng lại tròn, rực rỡ một màu son ở giữa. Sáng trưa chiều tối ăn thay cơm. Thôi lại anh Ngáo ơi. Nhưng mà còn yếu. Mẹ ăn bánh bao nhân gì? Trứng muối. Bánh bao nhân trứng muối. Em có muốn là tình cuối của anh? Anh làm thơ đỉnh vậy. Bây giờ áo chị heo màu trắng nè. Anh làm thơ về bánh bao mà liên quan tới màu trắng coi. Áo heo thì màu trắng, còn quan sao nỡ mắng heo quá. Thằng mập này nè, làm thơ của bắp chi đủ khè được mấy người thiếu kiến thức ở đây nè. Mày hay quá, chơi thơ của tao với thằng Quang đầu nhá thử một câu coi. Bụng tròn như cái bánh bao, hai tay xo bóp mềm ơi là mềm, xo xong cảm giác im điềm, bỗng chợt nhớ đến tới giờ quay phim. Tao quay clip gì anh Vinh? Quay gì anh? Là chủ đề gì anh? Âm thầm là trò chơi. Chỉ hè nè, quay trò chơi cho vui anh ơi. Thôi mấy clip trò chơi, con gái yếu hơn, làm sao chơi lại thằng trai? Chị không chơi lại thằng con trai, chị nhìn mấy thằng này nè, tự nhiên nhìn em làm gì? Quên. Quay em thật tiếp với anh, nhưng mà mình chỉ sợ bánh thôi. Nhỏ này nói đúng nè, hôm bữa mình quay clip làm kem rồi, bây giờ chuyển sang làm bánh là đúng bài. Ủa Ngọc, cỡ làm gì mà ra mọc nhiều quá vậy? Ôi rồi, không đâu quan trọng mấy em. Làm gì nay quan tâm Ngọc vậy hả? Còn nhỏ mà để râu vậy, nhìn thấy không phải người đàng hoàng rồi. Thì người trưởng thành mà, có râu nhìn mới nam tính. Chị là phải có râu. Khoái râu nhiều vậy hả? Thôi, như vậy là quá nhiều rồi, nhìn ghê lắm. Sao trời? Mấy hèo có nói phải rồi, Vũ Thanh với Ngọc nữa. Ngày hôm nay mình chuyển lại quay cái chủ đề ẩm thực đi. Nhưng mà rút kinh nghiệm là không có cho mấy em làm những cái loại bánh phức tạp nữa. Mua tốn tiền nguyên vật liệu về làm ăn không có được. Biết bánh mochi không? Dạ. Bánh đó dễ làm đó. Ở đó giờ có ăn thử chưa? Dạ. Rồi biết cách làm không? Dạ biết. Coi đi mua nguyên vật liệu. Nó chia đổi đi. Chia đổi thôi. Quên. Anh có đặt ba cái bàn ẩm thực mới để ngoài á, đem vô đây quay phim nhìn cho nó chuyên nghiệp nha. Rồi, bưng bàn vô đây. Đây. Vô đây. Bàn đó đẹp quá ha. Đây nè. Đúng rồi. Được rồi đó anh ơi. Mà chị Thảo, chị biết cái bánh mochi nguồn gốc từ đâu không? Có người thì nói Nhật Bản, cũng có người nói Trung Quốc. Mà mày biết làm không? Hỏi chứ vậy. Trước giờ em biết ăn không mà, giờ mới làm nè. Đây đây. Không biết cái gì á thì cứ hỏi Ngáo, Ngáo trả lời hết luôn. Cái bánh mochi á thì rất là dẻo. Còn về phần hình dạng á, em muốn nặng cái gì thì em nặng thôi. Ví dụ, em thích con chim thì em nặng con chim. Em thích con chó á thì em nặng con chó. Rồi mắt chị chỉ thẳng ngón tay vô mặt em rồi nhấn mạnh từ con chó vậy. Rồi cái bánh mochi này hình gì vậy? Thì em biết á là nó hình tròn chị Thảo. Hình tròn thì mình làm hình tròn thôi. Ê, chị nói vậy là không phải nha. Nặng hình tròn á là hắn biết liền. Mà nguyên liệu của bánh mochi là gì? Nguyên liệu mà làm cũng dễ làm lắm. Nguyên liệu chính còn có bột năng nè, bột nếp, đường, sữa tươi, kem tươi. Em biết nguyên liệu cần cái gì thì hai người đi mua đi, để anh với Ngọc đi mua khuôn cho. Ủa, mua khuôn gì làm gì? Thì để tạo hình con này con kia đó. Trời ơi, cái đó nặng bằng tay cũng được mà, giống như đợt nặng cao lúc trước vậy đó. Nghe chưa? Nghe rồi. Bây giờ hỏi nó mua cái gì mình mua y chang vậy. Đi mua gì đi, tới đó em chỉ cho. Đi mua rồi. Rồi bây giờ hai chị em mình á đi vô chỗ lấy dụng cụ ra để mà làm này chị heo. Đây. Ủa, tụi chị Thảo thuê em làm gì? Ngồi ở nhà đi. Ai người nào cũng làm bánh đi, học đó ló đây chị vậy. Rồi, không lưỡng nhiều chị cũng chạy. Đi chạy ta. Ê,
Cái bánh này nó có 3 lớp, lớp vỏ ngoài cùng, lớp nhân với lớp kem. Còn nguyên liệu thì sao? Mày tính làm lớp vỏ ngoài cùng bằng gì? Lớp vỏ ngoài cùng làm từ bột nếp. Vậy lớp nhân làm bằng gì anh Hùng? Cái lớp nhân truyền thống nước Nhật á, làm từ đậu đỏ. Mà em không phải tăng đậu đỏ, thì em làm nhân khác cũng được. Như là đậu xanh, đậu trắng, đậu đen, đậu phộng. Nói chung là muốn làm nhân gì đó em làm. Ơi, tính ra bánh mochi anh Hùng gần như trời. Ông giấu gì cần chứ, đó anh bán bánh mochi ngoài công viên á. À, là cái đợt mà mày chị Thảo Hùng tiền nhau bán rồi anh từng sao phá sản quá không? Chuyện cũ rồi mày nhắc hoài cho tao nghe. Còn nhỏ nữa, mày cứ cười gì hả? Hai mày hùa nhau phải không? Mày đứng đây làm chi? Đứng đây làm gì? Ông đi mua nguyên liệu đi. Còn chắc có bánh mochi ngồi đây ăn quá. Hả? Đi lẹ đi. Lẹ đi. Tụi mình đã chuẩn bị đầy đủ nè các bạn. Đầu tiên là dụng cụ làm bánh nha. Còn có bột bắp, bột nếp, với bơ thực vật nữa. Sữa tươi, kem tươi, đậu đỏ làm nhân. Bước đầu tiên là cho 400g bột nếp với lại 80g bột bắp, thêm 100g đường và nửa lít sữa tươi trộn đều với nhau. Trộn đều lên không? Anh thấy bột mịn rồi đó. Em đang kia lấy cái khay rồi tí nữa mình đổ bột ra mình hấp nè. Dạ. Vé cho sạch mấy cái thành mày. Biết rồi mày ơi. Rồi, đổ vô. Xanh vô quán. Ờ, được đó, để vô đi. Rồi, mày để hai cái đũa lên đi, rồi để hai thang này vô. À, đó. Để lên. Rồi, để nắp mày đi quán. Ừ. Thì hai anh em mày làm nhân bánh không đi anh Hồn? Rồi, đợi 40 phút bột nếp trong nồi nó chín rồi lấy ra tạo hình. Không lẽ 40 phút này mình nướng đây nữa cái nồi này hả ta? Cái bánh này có 3 lớp đó. Cái này mới có lớp vỏ à. Còn lớp nhân là lớp kem. Cái đậu đỏ là lớp nhân nè. Còn lớp kem nữa làm chi? Kem là chuyện nhỏ. Mày thấy thằng nội gián của tao đang làm ở bên đội chị Thảo. Cần bao nhiêu thì qua nói nó lấy rồi. Chuyện lớn là bé heo đang ở gần tao mà từ sáng tới giờ tao chưa làm được cái tích sự gì để gây ấn tượng hết. Rồi mày biết bé heo hết cái gì không? Nói đi rồi tao bày kế cho. Thịt hạ. Thôi phải làm sao em biết không thì tại sao làm như thế mày nói em. Tao đang hát tụi bay không có biết lắng nghe hay gì mà đâu có lộn hoài vậy. Ngồi yên nghe tao hát. Làm mất hứng luôn à. Nghĩ đi. Tụi bay lỗ tay châu hay vậy? Tao đâu không nghe gì, giải tán luôn đi. Đừng ra lấy luôn nha. Chẹp đi. Lấy ra làm nhau. Bỏ ra nè, nặng đi bé heo. Bỏ ra đi bé heo. Nhỏ muỗng đúng không? Giờ tôi rảnh rồi nè, có ai cần tiếp gì không? Ông nở khai bột trắng này ra giùm tôi đi. Ừ. Trong lúc đợi bột chín thì bây giờ mình sẽ ăn bột nếp để lát trộn chung với bột không dính tay nhé các bạn. Vậy chỉ là phần đó đi, em với anh Ngáo trộn nhân kem cho. Ok em ơi, bây giờ mình cho kem tươi với lại bột xíu được. Rồi, lấy máy đánh trứng đánh cho bột lên đi Ngáo. Để anh. Rồi nha. Đánh cho đều nha Ngáo. Ok chị ơi. Em thấy kem nó bột mà nói Ngáo ơi, mớ cái mèo mình làm gì vậy? Vậy đây anh đem vô để ngăn máy tủ lạnh. Xíu nữa mình nặn phần vỏ xong á, mình để kem vô giữa để làm nhân nè. Anh đi đi. Đợi thăm coi bột chín vô nè. Ôi, bột chín nè chị Thảo ơi. Giờ em lấy ra nặng làm cho bánh luôn nha. Lấy ra đi thăm, tôi đừng nóng nè. Biết rồi. Rồi trời thăm kìa. Sau khi nhồi bột cho nó dẻo rồi, tim mình bắt đầu làm vỏ bánh được rồi đó mấy anh chị. Rồi mọi người có thống nhất là làm con gì như vậy? Thì mày cũng phải kiếm cái hình nào đó bắt mắt một xíu. Không lẽ mày để cái cục bột thừa lự như vậy hả? Cái gớm ai đâu quán. Thôi mệt quá, bây giờ team mình có 4 người nè. Mỗi người làm con đi cho nó nhanh. Ừ. Ê,
quên nữa, cái bánh này là phải có nhân. Về vợ tí mình làm những gì? Tim chị Thảo đang làm những kem kìa. Kem đều nha Ngáo. Rồi đúng rồi, nhanh lên đi Ngáo. Từ từ. Kem chưa bông đều đâu. Nè, hút ra. Đó. Rồi. Ê Hùng, đậu đỏ mà anh nghiện vậy nhắm nhỉ không mày? Để tao lấy máy xay ra cho. Thôi khỏi đi, hiệu quả không có bao nhiêu mà mất công rửa nữa. Ú là trời, nãy giờ quên cái vụ làm nhân nữa. Bây giờ làm nhân là không có kịp đâu. Hai đội kia người ta làm hết trơn luôn kìa. Bây giờ trên lớp luôn. Sao? Anh Đại, đi ra siêu thị mua cho em 10 chiếc dâu. Đẹp nhất, ngon nhất. Bự nhất. Bự đâu có đủ bọc làm đâu nha. Thì thôi đi đi, đứng ở đảng gì nữa. Ờ đi đi mua cho. Anh Đại. Mày giáo sư, đừng giận tao nghe, tao muốn tốt nữa bạn kế cho mày đó. Có gì đâu mày ơi, chuyện qua rồi giận làm gì. Xin lỗi nha. Em nghiền xong nè anh Hùng ơi, gãy tay em luôn á. Nghiền xong đợi có bỏ đường luôn không nè. Thôi, trong cái hũ này là tao để đường vô rồi, giờ để yên nữa làm gì. Quang. Trời, cái hàng gián điệp của mày có mang kem qua chưa vậy? Gà tao nuôi sao dám phản tao được. Dĩ nhiên là có rồi. Hay lên mày rồi. Nhờ mày đánh tao giết mà phản xạ tao nó mới đỉnh về nè. Kem nè. Thôi làm đi. Làm đi. Đẹp chứ Phương. Ừ vậy. Các bạn nhìn thấy con bình be của mình đẹp không? Bình be là con gì vậy Phương? Pin là cái gì? Hồ hồng. Be là con gấu, gáp lại là gấu hồng. Trời ơi, vậy từ trước tới giờ chị đọc sai chứ con gấu rồi. Chữ be mà chị đọc là bia không mà. Hèn gì tới giờ đâu hiểu. Làm tiếp đi chị Heo. Ừ. Anh Quang ơi, em thấy đổi chị Phương nặng động vật kìa. Hay là mình nặng động vật cũng đi. Thánh thần ơi, cưng biết mấy con nó khó lắm không? Tim mình có ai có qua tay đâu. Nặng cho phức tạp vô rồi họ gá con xấu quắc mất công nữa. Phải rồi, bây giờ mình làm bánh cho đủ ba lớp trước đi. Tí nữa anh nhìn ăn thấy ngon chấm điểm cao chứ gì. Mày chưa nghe câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả? Cưng biết kẹo lo. Dạ biết. Bây giờ mình nặng thành ba cục hình tròn ba màu khác nhau gắn vỗ kè là xong rồi. Thôi, vậy làm đi. Vậy đi. Rồi, tiên những hồn đẻ cục bọt này cho dẹp ra đi. Để nhân lên nè. Dạ, chúng mới đều được. Dạ. Mạnh mạnh lên đi Tiên. Em biết rồi. Anh nào bên đây gần không rồi nha. Đó. Rồi vậy được chưa Quang? Ờ được rồi. Đây để nhân lên. Để tay ra Tiên. Anh Quang. Ừ. Đó. Rồi bên đây luôn. Cưng xóa đây nè. Chưa có tròn kìa. Cưng cũng chưa có tròn nữa kìa. Quấn cho đều nha Thanh. Em biết rồi, chị lo vịnh chắc vô nè. Cái dạ trời ơi, kìa, kìa. Chị em ra tới nè. Ê, đi. Ê Ngáo, cưng với chị lấy màu xanh, nặng hình cái lá gắn lên cho đà chó đẹp đi. Ok vậy, làm đi. Chịp được rồi đó Ngáo ơi. Chị Thảo, em với anh Ngáo nhà bọt xong rồi đó. Bước tiếp theo mình làm gì đây? Bước tiếp theo thì mình làm vỏ bắp. Mà hai đứa còn nghĩ ra tim mình nặng hình gì chưa? Tim thằng Quang bắt đầu làm bánh luôn rồi kìa. Còn tim bên đây người ta nặng bánh cái hình động vật luôn rồi chị Thanh ơi. Tim bên đó làm bánh kiểu này, hồi rớt cho anh coi. Còn cái tim bên đây chị lớn quá, theo ông nổi rồi anh Ngáo ơi. Rồi bây giờ nặng hình gì đây? Không lẽ nhét cục kem vô dột bộ là xong? Xem ra phải sử dụng tới con ác chu bài rồi. Các bạn nhìn đi, siêu phẩm đã xuất hiện. Giờ là biết cái đất em bé liền cái Thanh. Cái gì? Cái đất gì? Thì cái đất em bé.
Em nặng trái đào. Nhìn kỹ đi, là trái đào đó. Thấy cái lá không? Thì ra là cái lá. Vậy mà nãy giờ anh tưởng mày nặng cái tả cho em bé không à? Cái gì? Nãy vậy? Anh có biết khi mình đặt hết tâm huyết vào một tác phẩm mà bị người khác chê, nó tổn thương lắm không? Thì nặng xấu người ta chê là đúng rồi. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối dễ tổn thương vậy? Thì ra đi, chị nặng cho coi nè. Dạ, anh nặng trái đạo đó. Anh làm trái đạo cho mày coi nè. Nhọn vậy là phải rồi. Nãy giờ bà làm tới đâu? Lấy ra coi ai. Hả? Chai dâu cũng đẹp á, nhưng mà cái nhân nó bị lòi ra ngoài kìa. Gì vậy trời? Nãy giờ nặng cái mấy chữ hấu, chai dâu hồi nào? Trời. Ê Ngọc, mày làm xong chưa vậy? Tao làm xong rồi nè. Hai đội kia chưa làm xong nữa. Thôi còn dư thời gian nè, coi sửa lại cho đẹp rồi hả nộp cho anh Vinh. Ừ. Trái của chị nặng xong rồi nè hai đứa. Trái của em cũng xong luôn rồi nè. Góp nhờ nheo chứ đào đúng là cái đào đó. Mày im. Im nha. Đây nói chung là mày chưa đủ cái trình hiểu về tác phẩm của anh. Ok chưa? Mày im nha. Đúng rồi đó. Sao em thấy người ta làm đẹp quá mà sao tới đội mình nhìn dơ chứ trời. Tao biết sao tiệm ăn bánh của mày phá sản sớm rồi đó Hùng. Chưa làm xong sao mày biết nó không ngon. Chứ còn gì nữa anh Hùng? Còn trang trí nữa. Để xuống đi, anh làm cho. Vậy là còn trang trí. Ừ, làm cho đẹp nha mày. Ok. Đó, cái mặt vui nè, có hai gò má. Hay quá Hùng ơi. Rồi tiếp theo là cho mặt khóc. Ừ, đẹp quá anh Hùng ơi. Khóc ghen tuông. Rồi cuối cùng là thất tình. Hỡi, sao mày dễ gì buồn không như mày? Đó, cái mặt thất tình thấy không mày? đi ra đi mày ơi, coi tao dễ mà. Dễ là buồn quá. Nè, thất tình là phải khóc, để dễ cho nó khóc. Hai con mắt, nước mắt chảy xuống nè, đó. Cái miệng buồn. Mà thất tình xong thì sao? Sống độc thân mà độc thân là được tự do, trở nên yêu đời hơn. Vẽ cho nó hai con mắt trái tim. À, mày thấy tao vẽ chưa? Ôi, cây của mình nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ cần mình tô điểm cho nó một chút xíu màu sắc thôi là nhìn nó khác rồi. Mày em đứng đây làm gì nữa? Cây còn lại tới cưng vẽ nè, tranh thủ đi còn chấm điểm nữa. Dạ. Vừa vẽ gì tiền? Vô vô. Chấm điểm nha. Làm có mấy cái bánh hết một ngày luôn rồi. Chấm điểm lại em đi anh. Đi mà. Nè anh, vô đây anh, vô đây nhẹ gà cho anh nhìn vô. Sao anh? Nhìn thấy có vẻ hấp dẫn đó. Đúng. Con này ai làm? Em làm đó anh. Anh thấy dễ thương không? Tao thương không nổi. Con này đẹp nhất nè. Đó của em làm mà. Cái đội này rất là sáng tạo về cái mặt hình dạng của những chiếc bánh. Anh đánh giá cao nha. Để ăn thử cái con gấu này coi. Các bạn nhìn nè. Con gấu, gấu màu hồng. Ăn thử. Gì trời đó dạ. Vậy anh. Trời ơi sao nó dính rồi. Nó dính dữ vậy em. Ờ trừ một điểm đi anh. Trừ điểm rồi. Trời điểm. Mình ăn hết trơn thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Thấy cái gì vậy gì anh? Rồi rồi. À. Cái vô tay đúng không? cái dâu á nó chua mà em gắn vô cái bột này thì nó quá ngọt, thành ra nó không có hài hòa cái mặt cái vị giác nữa không? Ừ. Ừ. Mày ngồi ngoài mà hối nhau từ ngoài bấm
ngon ngon, cái bột nó nấu chưa tính luôn. Chơi qua đi mình ơi. Bảy nữa. Đợi áp ơi. Em gì? Anh vô là đủ kênh Tony TV qua đời luôn. Đợi em nói, đợi em. Đợi em nè. Trái đào. Này gì ạ? Trái đào. Trái đào. Em làm nữa anh thấy đẹp không? Quỷ chưa? Thôi thôi thôi. Dành tưởng cái ác quỷ trong Wambi không, cầm đây mày ăn đi, trái này mày ăn đi. Thôi ăn trái này nghe các bạn. Ờ trái đó em làm đó anh vậy. Trái này là đẹp nhất nè. Nó làm sao mà ở giữa nó lòi ra gì trắng trắng nữa nè. Nhân này nhân gì ạ? Dạ là nhân kem. À hơi bị béo nha anh. Ăn đi ăn đi. Ăn đi chứ sợ gì nữa. Ăn đi. Ăn đi. Ăn được không? Ăn vô cái là em bảo đảm với anh á, ăn rất là ngon. Bởi vì các bạn hiểu sao mà các bạn kêu mà làm ẩm thực mà mình không dám quay là vậy, lại không có dám ăn các bạn ơi. Ăn đi anh, nhiều vô anh. Đó đó đó. Ủa sao không, trong không có kem nữa kìa. Có mà. Tại vì chắc anh chưa cắn sâu vô trong đó. Cái này bị lỗi gì vậy? Ba điểm, còn 7 điểm. Tự nhiên thấy ngứa tai, ngứa mình mẩy dữ ta. Mới dẫn đàn em kiếm cô chơi đình nè. À, thì ra hồi sáng mẹ đang kẹo sinh gom là để lấy hình xăm mày nè. Tuổi mới lớn, chị Châu vậy đó. Hai mẹ đang đang đợi hả? Châu thêm 2 điểm hả? Game over. Dạ, bằng giám khảo mà mày. Vô đi. Nói chung là mình xin phép các bạn luôn, những cái bánh này mình chỉ là trải nghiệm nếm biết mùi vị mình chấm điểm thôi chứ mình không dám nuốt nha các bạn đâu, mình phải nói rõ ràng. Các bạn có để ý, các bạn có để ý cái tấm thớt của nó không, các bạn nhìn tấm thớt nó nào không à, cái nó sáng tạo đó anh, sáng tạo vậy cái này nó vừa để anh ơi. Ngon 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 có bột nhưng đậu đỏ thôi khỏi giới thiệu mày ơi. Trời ơi. Không có nhìn kìa. Có mà có mà đậu. Nhưng mà người ta pha trộn đều trong đây luôn rồi, anh ăn anh mới cảm nhận được. Thôi thôi mày ơi, trừ điểm đi hả? Bình tĩnh anh, em làm em biết mà. Tĩnh bánh này làm nó không vô mà. Tầm nước cái bánh này gơ và con chết lên đây luôn mà. Cái bánh của cái nhóm này nè, do cái nhưng á em nghiền đậu đúng không, đậu đỏ đúng không, em nghiền quá nhuyễn, em pha chung với bột, thành ra là khi nặng bánh là không thấy bột chứ không phải là không có nhân nha các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Về cái mặt hình ảnh á thì team này á là xấu nhất trong ba đội, nhưng mà cái vị á là ngon nhất trong ba đội. 8 điểm. Anh ơi, anh xin có lỗi mà. Hạng nhất mỗi thành viên cuối tháng cộng thêm cho 1 kéo. Thì cuối tháng mỗi thành viên tiền lương sẽ được cộng thêm 500 ngàn. Rồi đợi em cho anh. Tháng 3 thì coi lấy trái đào của thằng Ngáo làm đó, ăn vô đi. Thôi video đây kết thúc nha bạn. Lần nào làm mấy clip ẩm thực nè cũng tốn thời gian trơn á, giờ cũng chiều rồi. Bạn nhìn đó, mặt trăng cũng chuẩn bị lên rồi. Thì giờ thì thực hiện thao tác cũ, đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha mọi người. Và hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Ngọ ơi, chỉ cần nó đi qua đây mình sẽ nhậu con hù nó nha. Ngọ à, mày chạy đâu hả con trai? Dở lên.